Aloha, xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay là một chiếc video rất là dễ thương luôn. Tại vì hôm nay nắng lên rất là đẹp luôn mọi người ơi. Phía sau mình đang là một cái công viên nắng lên cao, đang là giữa trưa tròn bóng luôn nha. Trưa nắng lên đỉnh đầu luôn đó, nhưng mà rất là dễ thương và thời tiết rất là mát mẻ. Bây giờ còn tầm 21-22 độ, rất là dễ chịu luôn. Thì chiếc video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái quyền lợi khi mà mọi người kiểu như những bạn mà dân mới nhập cư qua Canada á, thì các bạn sẽ được hỗ trợ những gì và có những cái chính sách gì mà chính phủ đưa ra để mà hỗ trợ những cái bạn dân nhập cư ha. Thì trong những cái video cũ của mình, những cái bạn nào mà theo dõi kênh của mình thì chắc cũng biết là mình đã chia sẻ rất là nhiều những cái video kiểu như là cái thời gian đầu các bạn qua Canada thì cần phải chuẩn bị những gì về tâm lý ra sao, vật chất như thế nào, hoặc là những cái khó khăn bước đầu khi mà các bạn chuyển qua này. Nhưng mà bên cạnh đó, bên cạnh những cái gọi là thời gian đầu nó khó khăn, có những cái bất cập này kia, thì cũng cũng có những cái chính sách mà chính phủ hỗ trợ một phần nào để mà hỗ trợ cho cái quá trình mọi người hòa nhập vào cái cuộc sống mới ha. Thì những cái chính sách đó là cái gì thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người ha. Thì cái chính sách đầu tiên và cũng là cái chính sách đầu tiên và cũng là cái mình thấy nó rất là thiết thực luôn, đó là mọi người khi mà các bạn dân nhập cư mà các bạn vừa mới qua Canada thì các bạn gọi là new immigrant đúng không, thì khi mà các bạn qua này ở đất nước mới thì các bạn cần phải có một cái tài khoản ngân hàng hả. Thì cái lĩnh vực này là lĩnh vực chuyên môn của mình, tại vì mình là cố vấn tài chính ở ngân hàng. Thì nó ăn ở sao nói sao ho luôn. Rồi thì đầu tiên đó là khi các bạn qua bên này mà các bạn ở đây trong một thời gian dài thì các bạn cần phải có thứ nhất là phải có tài khoản ngân hàng, tức là tài khoản checking account ha. Rồi các bạn cần phải có một cái thẻ tín dụng, tại vì cái thẻ tín dụng thì nó không biết ở Việt Nam mình nghe nói đọc báo thì cũng thấy thời gian gần đây các bạn có thẻ tín dụng rồi, nhưng mà không biết các bạn có một cái thẻ tín dụng, không biết nó có phổ biến ở Việt Nam chưa, nhưng mà ở đây thì cái thẻ tín dụng là một cái đấy, nó rất là phổ biến daily, hàng ngày ai cũng dùng ha. Rồi đó là về cái chính sách hỗ trợ, thì các bạn khi mà các bạn mới qua Canada á, thì cái tài khoản checking account, tài khoản mà mọi người dùng hàng ngày á, trong một vòng một năm đầu tiên á, thì đó mới là cái tài khoản checking, cho nên là các bạn phải trả phí mỗi tháng đúng không? Mỗi tháng thì thường thường mọi người trả phí khoảng tầm 5 đến 15 đồng, thì khoảng tầm 100 cho đến khoảng tầm 300 đồng một tháng cho cái phí của cái tài khoản ngân hàng của mọi người hơn. Nhưng mà khi các bạn là dân nhập cư mới á, thì các bạn trong vòng năm đầu tiên á, thì các bạn sẽ được được hoàn trả miễn phí chi phí hơn. Thì cái năm đầu tiên các bạn không có phải trả phí tài khoản ngân hàng gì hết. Còn tùy theo cái diện mà về cái thẻ tín dụng á, thì tùy theo cái diện mà các bạn sang Canada ha. Nếu mà các bạn sang đây theo cái diện mà kiểu như là du học sinh thì là cái thì là cái tài khoản cái thẻ tín dụng cái năm đầu tiên các bạn cũng sẽ được là miễn phí hoàn toàn trong cái năm đầu tiên luôn. Thì từ cái năm thứ hai trở đi thì các bạn mới phải tính phí ha. Cái thứ đó, cái đầu tiên là về cái thẻ ngân hàng mọi người biết ha, rồi check in hoặc là thẻ tín dụng thì cái năm đầu tiên mọi người được miễn phí hoàn toàn chi phí hết. Rồi cái thứ hai nữa đó là mọi người biết khi mà các bạn sang này theo cái diện mà dân nhập cư theo cái dạng mà PR card, tức là permanent resident card, hoặc là các bạn theo qua đây theo cái diện mà kiểu như cái status của các bạn là dân nhập là PR hoặc là citizen, đó là công dân của Canada, thì các bạn sẽ hỗ trợ cái chương trình học tiếng Anh miễn phí hoặc là học tiếng Pháp miễn phí luôn. Tại vì không biết các bạn có nghe chưa, nhưng mà Canada là đất nước song ngữ các bạn ha, thì ngôn ngữ chính ở Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì các bạn khi mà qua bên này thì cái bước khó khăn đầu tiên là hòa nhập vào cái cuộc sống và cái văn hóa ở đây, đó là về cái ngôn ngữ. Cho nên là mọi người biết là khi mà các bạn mới sang này á, thì các bạn có thể đăng ký những cái chương trình học tiếng Anh hoặc là các bạn đăng ký những cái chương trình học tiếng Pháp, thì cái chương trình này nó hoàn toàn miễn phí cho các bạn hơn. Còn nếu mà những bạn nào mà quan tâm tới hai cái chương trình này hoặc là các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về nó, thì các bạn có thể để cái comment ở dưới cái video này, thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về cái đi, mình sẽ nói chi tiết hơn về chương trình nữa hơn. Còn bây giờ trong video này thì mình chỉ nói ngắn gọn là các bạn có thể đăng ký học tiếng Anh hoặc là học tiếng Pháp miễn phí, hoàn toàn miễn phí, không có đóng phí gì hết ha. Rồi cái thứ ba lợi ích nữa đó là
khi mà các bạn sang này theo cái diện mà PR rồi sau đó các bạn trở thành citizen á, thì trong cái vòng một năm đầu tiên kể từ cái thời điểm mà các bạn trở thành công dân của Canada á, thì người ta sẽ gửi cho mình một cái giấy chứng nhận là công dân của Canada á, thì trong cái đó người ta sẽ đính kèm một cái tệp, trong cái tệp đó thì người ta sẽ nói là giống như là một cái giấy chứng nhận cho mình vậy đó mọi người. Thì trong năm đầu tiên các bạn có thể sẽ có những cái danh sách, những cái viện bảo tàng, rồi những cái bảo tàng chiến tranh nghệ thuật, những cái mà liên quan tới về cái lịch sử văn hóa của Canada á, thì các bạn có thể, hoặc là những cái thư viện quốc gia rồi đó, thì mọi người có thể có access, có thể tới thăm những cái viện bảo tàng, những cái thư viện, những cái gì mà liên quan tới cái nguồn gốc, cái lịch sử của Canada, các bạn đã được thăm viếng miễn phí, các bạn không có phải trả phí gì hết ha. Và một cái thứ tư nữa, một cái nho nhỏ nữa mà cái này chắc là nó hơi phức tạp một xíu, là liên quan tới cái vấn đề thuế rồi nữa. Tại vì cái năm đầu tiên các bạn sang đây thì là cái năm đó là các bạn, cái income của mình, cái thu nhập của mình nó chưa có nhiều. Tại vì cái năm đầu là mình qua này, mình phải settle in, mình phải thích nghi, hòa nhập với cuộc sống. Thì mọi người sẽ được hỗ trợ một phần về cái thuế được. Cái đấy nó phức tạp thôi, mình bỏ qua để khi nào mà ở một cái video khác mình sẽ giới thiệu thêm chi tiết hơn. Còn ở cái video này thì mình sẽ nói sơ sơ bốn cái ý chính cơ bản vậy thôi. Còn nếu mà các bạn cứ muốn tìm hiểu thêm chi tiết về một cái vấn đề hoặc là một cái chủ đề nào nữa thì các bạn cứ để comment, thì nếu mà mình biết mình sẽ trả lời các bạn ha. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Và nếu mà mọi người thấy thích thì đừng quên like và subscribe đồng hồ kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp. Bye.